Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa quý vị. Quý vị đang xem chương trình truyền hình Phật giáo VCB số 86. Chương trình hôm nay, thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính như sau. Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức trực tuyến vào ngày 7 tháng 11. Thành lập ban tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2024. Tăng ni sinh trường Phật học Quảng Nam tìm hiểu về pháp luật Việt Nam và nhiều tin tức Phật sự quan trọng khác. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 10 vừa qua, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ấn ký ban hành thông tư số 245/TT-HDTS. Theo đó, Hòa thượng Thích Thiện Chơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự cho biết, đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ điều chỉnh tổ chức trực tuyến. Theo thông tư số 245 của Ban Thường trực Hội đồng trị sự quyết định thay đổi hình thức tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập bằng trực tuyến. Tất cả các ban viện trung ương, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố sẽ phối hợp cùng với Hội đồng trị sự chỉ tổ chức đại lễ meeting trọng thể kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào cùng một buổi trực tuyến sáng ngày 7 tháng 11 năm 2021. Các ban viện trung ương, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố không tổ chức riêng lẻ và tập trung nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Ban Thường trực Hội đồng trị sự có hướng dẫn cụ thể như sau. Thời gian tổ chức 8 giờ sáng ngày 7 tháng 11 năm 2021, tức Chủ nhật mùng 3 tháng 10 năm Tân Sửu. Địa điểm tổ chức, điểm cầu Trung ương tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội. Điểm cầu địa phương tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 63 tỉnh, thành phố. Chủ đề đại lễ, 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hội nhập và phát triển cùng đất nước. Chương trình đại lễ, nội dung công việc cụ thể của Hội đồng trị sự và các ban viện trung ương và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố cũng được thông tư nêu rõ. Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo ban thường trực ban trị sự khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan để đảm bảo thời gian khai mạc sáng ngày 7 tháng 11 năm 2021 và thành công của đại lễ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh, đề nghị báo cáo nhanh về hai văn phòng Trung ương Giáo hội, văn phòng 1 và văn phòng 2, nhằm tổ chức thành công sự kiện trọng đại kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông tư của Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng trị sự, các ban viện trung ương, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố thực hiện tốt nội dung thông tư điều chỉnh này. Ban tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ do Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh làm trưởng ban. Quý vị thân mến, đây cũng là một trong những nội dung được thống nhất trong cuộc họp Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam mở rộng diễn ra vào hôm ngày 7 tháng 10 tại văn phòng Ban trị sự chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ. Cuộc họp cũng thống nhất cung thỉnh Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh làm trưởng tiểu ban nhân sự. Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh làm trưởng tiểu ban tổ chức đại hội. Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban kiểm soát Phật giáo tỉnh làm trưởng tiểu ban hậu cần. Đại đức Thích Viên Trừng, Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh làm trưởng tiểu ban nội dung. Thượng tọa Thích Như Giải, Ủy viên thường trực, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh làm trưởng tiểu ban an ninh trật tự, cùng chư tôn đức trưởng các ban ngành trực thuộc Ban trị sự Phật giáo tỉnh và trưởng ban trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố tham gia vào ủy viên ban tổ chức đại hội. Tại cuộc họp, chư tôn đức cũng bàn về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh vào quý 2 năm 2022. Thông qua thông tư hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình mới,
lắng nghe ban chỉ đạo tổ chức đại hội cấp huyện báo cáo về những khó khăn do tình hình dịch bệnh kéo dài và gặp không ít vướng mắc trong công tác chuẩn bị nhân sự tại các huyện thị. Ngoài ra, Chư Tôn Đức đại diện ban trị sự Phật giáo các huyện thị xã thành phố cũng báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, hội nghị Phật giáo trong thời gian tới, như đại hội Phật giáo huyện Đại Lộc sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 10 năm 2021, đại hội Phật giáo huyện Phú Ninh vào ngày 25 tháng 10 năm 2021, hội nghị tổng kết và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ mới của ban trị sự Phật giáo huyện Nông Sơn dự kiến vào ngày 12 tháng 11 năm 2021, đại hội Phật giáo thành phố Tam Kỳ vào ngày 14 tháng 11 năm 2021. Vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh giai đoạn 2021-2024. Buổi lễ ký kết được diễn ra tại trụ sở văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ. Tham dự có Đại đức Thích Viên Trừng, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban kim chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cùng Chư Tôn Đức thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, các ban ngành trực thuộc Ban trị sự Phật giáo tỉnh, văn phòng Ban trị sự. Về phía Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh có anh Phạm Việt Bách, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, cùng Ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tham dự. Mở rộng mặt trận đoàn kết tạo thanh niên, tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên Phật giáo, phát huy vai trò xung kích của thanh niên Phật giáo trong tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào công tác đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới, xây dựng và duy trì tốt hoạt động lực lượng cốt cán của hội trong vùng đồng bào thanh niên Phật giáo. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ ký kết giai đoạn mới, giai đoạn 2021-2024 để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, đề ra những giải pháp, việc làm thiết thực cụ thể hơn trong thời gian đến. Theo bản báo cáo chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2016-2021 cho biết, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như chương trình áo ấm mùa đông, trao tặng 300 phần quà cho người dân và học sinh tại huyện Hiệp Đức, chương trình xuân nhân ái, trao tặng 300 suất quà Tết cho bà con dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Tiên, huyện Tây Giang, phối hợp tổ chức chuyến từ thiện tặng quà cho bà con miền núi tại huyện Đông Giang, xây dựng nhà nhân ái tại huyện Bắc Trà My, trao tặng phương tiện sinh kế giúp thanh niên vươn lên thoát nghèo, tiếp sức mùa thi, vận động kêu gọi chức sắc tăng ni trẻ và thanh niên Phật giáo tham gia lễ phát động năm thanh niên tình nguyện, ngày hội xuân hồng, tham gia hiến máu tình nguyện và diễu hành tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, thường xuyên tổ chức hội trại, trại họp bạn, trại huấn luyện tạo sân chơi bổ ích lành mạnh để hội viên thanh niên Phật tử tham gia giao lưu, học hỏi. Ngoài ra, các tăng ni trẻ tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp của tỉnh Quảng Nam qua các nhiệm kỳ đã có những ý kiến đóng góp tích cực cho sự phát triển của công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Nam thời gian qua. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung cấp tổ chức các hoạt động từ thiện vì an sinh xã hội khác trong chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm, phối hợp tổ chức các khóa tu mùa hè, khóa tu một ngày an lạc cho thanh thiếu niên, Phật tử tại các tự viện. Tại hội nghị, hai bên đã phát biểu, thảo luận đi tới thống nhất, ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền giáo dục đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật giáo và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2021-2024 và thông qua kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Thanh niên vì Cộng đồng năm 2021 với các nội dung phối hợp trọng tâm như tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật giáo, tuyên truyền vận động chức sắc, tăng ni trẻ và thanh niên Phật giáo thực hiện tốt phương châm, tốt đời đẹp đạo, xây dựng lực lượng nòng cốt trong thanh niên Phật tử làm hạt nhân trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỉnh Quảng Nam. Tổ chức gặp gỡ, tuyên dương thanh niên Phật giáo trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực, tôn giáo, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, giữ gìn an ninh, hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động trong tri ân người có công, các gia đình thương binh liệt sĩ hàng năm, tổ chức các hoạt động từ thiện an sinh xã hội trong các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào nghèo nơi biên giới, miền núi hải đảo. Để tổng kết và ký kết hôm nay là cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để tuyên truyền giáo dục đoàn kết tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, chương trình phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã được ký kết giai đoạn
2016-2020. Hiện nay thực hiện đã đạt được kết quả ban đầu thì không lớn so với kỳ vọng đã đề ra, nhưng cũng đã có sự cố gắng nỗ lực của các thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng trao tặng bằng tuyên dương công đức và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao tặng bằng khen đến các tập thể và cá nhân đã có đóng góp tích cực trong việc triển khai thực hiện chương trình ký kết phối hợp giữa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh giai đoạn 2016-2021. Tiếp đó, sáng ngày 12 tháng 10, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội Thanh niên vì Cộng đồng năm 2021 tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Đại Quang, huyện Đại Lộc. Tham dự ngày hội có Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Đại đức Thích Thắng Thiện, Phó Thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc, Đại đức Thích Viên Hải, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Ni trưởng Thích Nữ Chúng Liên, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, cùng Chư Tôn Đức đại diện Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc, anh Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, anh Phạm Việt Bách, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, anh Huỳnh Thế Toàn, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đại Lộc, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Quang, cùng bà con nhân dân, các huynh trưởng, đoàn sinh gia đình Phật tử, đoàn viên thanh niên tham dự. Phát biểu khai mạc, anh Phạm Việt Bách, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết. Đây cũng là một đợt cụ thể hóa chương trình liên tịch số 02 giữa Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo. Với ký cái cách đây khoảng một tuần, giai đoạn 2021-2026. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy cái vai trò của đoàn viên thanh niên, hội viên thanh niên trong tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chương trình ký kết phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2021-2024, hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2021, và chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 7 tháng 11 năm 1981, ngày 7 tháng 11 năm 2021. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà cho thanh niên Phật tử, người dân có hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và trao tặng 4.000 cây keo giống hỗ trợ phát triển kinh tế cho 4 hộ thanh niên Phật tử là chủ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Đại Lộc. Ngay sau chương trình, Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh và đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng đến trao tặng 200 suất cơm chay cho các khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 và bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn huyện Đại Lộc. Để Chư Tăng Ni Sinh hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách và pháp luật nhà nước, nâng cao vai trò trách nhiệm công dân, nhận thức và chấp hành tốt pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo vừa qua, tại trường Phật học Quảng Nam đã diễn ra buổi gặp gỡ, chia sẻ và tìm hiểu về pháp luật Việt Nam. Nằm trong chương trình đào tạo của trường Phật học Quảng Nam, chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ, cứ thứ bảy hàng tuần, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam có buổi gặp gỡ chia sẻ về vấn đề pháp luật Việt Nam đến tất cả tăng ni sinh của trường. Tại hội trường, tăng ni sinh được nghe ông Nguyễn Phi Hùng trình bày các chuyên đề về luật hành chính, khái niệm đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính, trách nhiệm hành chính, vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, qua đó giúp tăng ni sinh hiểu rõ hơn về chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao vai trò trách nhiệm công dân, nhận thức và chấp hành tốt pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Đây cũng là một trong những chương trình hưởng ứng ngày pháp luật năm 2021, phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến về mục đích ý nghĩa của pháp luật Việt Nam đến với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có các tôn giáo. Thưa quý vị, sáng 11 tháng 10, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 9 2021-2026 tại văn phòng Ban trị sự chùa Tam Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc. Quan lâm chứng minh và tham dự có Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Chư Tôn Đức đại diện Ban trị sự các huyện, thị xã, thành phố lân cận, Chư Tăng Ni Phật tử huyện Đại Lộc, các ban ngành chính quyền địa phương,
Phát biểu khai mạc đại hội, Đại đức Thích Thắng Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc, trưởng ban tổ chức đại hội cho biết: Đại hội hôm nay là cơ hội để chúng ta kiểm tra lại nền tảng mái nhà chung của Phật giáo huyện nhà, cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng kiên cố hơn, tô điểm tươi đẹp hơn với chất liệu là kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Tại đại hội, Đại đức Thích An Hiệp, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc đã báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, toàn huyện có 31 cơ sở chùa với 53 tăng ni và điều chúng, có 26 cơ sở chùa đã bổ nhiệm trụ trì. Trong 5 năm qua, Ban trị sự Phật giáo huyện còn tổ chức Bố Tát đều đặn mỗi tháng một lần vào ngày 14 tại văn phòng Ban trị sự chùa Tâm Hòa xã Đại Quang và một lần cuối tháng tại tổ đình Trúc Thánh thành phố Hội An. Đặc biệt đối với những ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban trị sự Phật giáo huyện đã có các chỉ đạo kịp thời vừa đảm bảo sinh hoạt tôn giáo trang nghiêm vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ban trị sự Phật giáo huyện cũng đã có những hoạt động đẩy mạnh công tác hoằng pháp và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng yếu cốt lõi của giáo hội, như thường xuyên tổ chức khóa tu bát quan trai tập trung, khóa tu một ngày an lạc, khóa tu mùa hè, trại hè. Toàn huyện có 12 đơn vị gia đình Phật tử sinh hoạt thường xuyên với 36 huynh trưởng và 520 đoàn sinh. Đối với công tác từ thiện nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Phật giáo huyện đã hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà tình thương, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, tổng giá trị hơn 24 tỷ đồng. Nhiều hoạt động được đưa vào chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới để định hướng phát triển lâu dài của Phật giáo Đại Lộc trong tương lai, như xin xây dựng trụ sở văn phòng Ban trị sự huyện tại khu đất mới khang trang để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của giáo hội, xin cấp đất xây dựng nghĩa trang Phật giáo huyện Đại Lộc, thành lập cơ sở trực thuộc giáo hội tại Đại Cương, Đại Chánh, Đại Tân, phục hồi lại chùa Trúc Lâm năm 1849 và chùa Bàn Trạch năm 1913 tại xã Đại Quang, đề xuất phối hợp thực hiện việc bảo tồn chùa di tích Phổ Khánh 1678 nằm trong khuôn viên chùa Lộc Nghĩa. Sau khi Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 8 tuyên bố mãn nhiệm, Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 9 2016-2021 với 4 vị chứng minh, 9 vị thường trực và 17 ủy viên. Đại đức Thích Thắng Thiện tái đắc cử làm trưởng ban trị sự, trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc. Đại đức Thích Thánh Nhẫn làm phó ban trị sự, trưởng ban kinh tế tài chánh. Đại đức Thích An Hiệp làm phó trưởng ban kiêm chánh thư ký. Thay mặt chính quyền, ông Lương Tấn Thành, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc phát biểu ghi nhận đóng góp nhiều mặt của ban trị sự Phật giáo huyện, đặc biệt trên mặt trận đại đoàn kết dân tộc, từ thiện xã hội. Ông mong Phật giáo huyện sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, gắn kết chính quyền, phát huy tinh thần đại đoàn kết. Thay mặt Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội cấp huyện ghi nhận và tán thán công đức Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc, nhất là các cơ sở chùa trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều hoạt động Phật sự rất tốt, từ nghi lễ tổ chức Phật đản đến khóa tu tập, từ thiện xã hội. Trong nhiệm kỳ tới, hy vọng Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc đạt được nhiều thành tích hơn nữa để đóng góp vào ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương trong thời gian qua đã tạo mọi điều kiện để Phật giáo huyện hoàn thành các công tác Phật sự, mong rằng các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm ủng hộ hơn nữa trong thời gian đến, nhất là việc trùng tu lại các ngôi di tích và hỗ trợ giúp đỡ Ban trị sự Phật giáo huyện có một cơ sở làm trụ sở văn phòng giáo hội để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc cũng đã trao bằng tuyên dương công đức và bằng khen đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc và các tổ chức cá nhân có đóng góp tích cực cho giáo hội và xã hội trong nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, các cá nhân cũng nhận bằng công đức của Giáo hội huyện nhà. Còn tại Thăng Bình, vào sáng ngày 4 tháng 10, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị đầu tiên của nhiệm kỳ 8 2021-2026 nhằm triển khai một số công tác Phật sự cuối năm 2021. Hội nghị đã được diễn ra tại văn phòng Ban trị sự chùa Giác Nguyên, thị trấn Hà Lam. Quan lâm chấn dự có Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Thiện Túc, Thượng tọa Thích Phước Hưng, đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình. Đồng chủ tọa hội nghị có Đại đức Thích Tấn Thông, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban trị sự, Trưởng ban tăng sự Phật giáo huyện Thăng Bình. Đại đức Thích Hạnh Quả, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó ban trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện.
Đại đức Thích Bảo Ân, Phó Ban trị sự, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện Thăng Bình cùng chư tôn đức tăng ni Phật tử trong huyện tham dự. Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Tánh Thông, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình cho biết, do diễn biến phức tạp của đại dịch, 6 tháng đầu không có nhiều hoạt động tu học, nhưng trên tinh thần chung tay phòng chống dịch cùng với toàn xã hội, Ban từ thiện xã hội Phật giáo huyện và các cơ sở chùa đã tích cực thực hiện các hoạt động giúp đỡ bà con vùng dịch với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Thay mặt Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 32 thành viên do Đại đức Thích Tánh Thông, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh làm trưởng ban. Ban trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình cũng công bố và trao quyết định các ban trực thuộc nhiệm kỳ 2021-2026 trao khuôn giáo đến ban thư ký. Tại hội nghị, chư tôn đức Phật tử đã phát biểu đóng góp xây dựng và thống nhất thông qua chương trình hoạt động Phật sự cuối năm của Ban trị sự huyện. Hòa thượng Thích Phước Minh phát biểu chỉ đạo tin tưởng vào nhân sự nhiệm kỳ mới với thành phần nhân sự Ban trị sự huyện là chư tôn đức trẻ có nhiều năng lực kinh nghiệm trong điều hành Phật sự sẽ hướng dẫn tăng ni Phật tử phát triển tạo nên một diện mạo mới của Phật giáo huyện Thăng Bình. Chuyển sang phần tin từ thiện Phật giáo. Thưa quý vị, nhằm giúp bà con trên đường hồi hương vơi bớt phần nào khó khăn, chư tăng ni Phật tử các chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hoạt động thiện nguyện trao tặng nước, thức ăn và tiền mặt tại các tuyến đường người dân di chuyển ngang qua địa phận tỉnh nhà. Những ngày vừa qua, khi các tỉnh phía Nam được dỡ lệnh phong tỏa, đã có nhiều đoàn người nối đuôi nhau trên các tuyến đường từ Nam ra Bắc để tránh dịch. Người dân bao gồm cả trẻ em và người lớn tuổi đã phải di chuyển hàng trăm cây số bằng phương tiện cá nhân trong thời tiết mưa gió khắc nghiệt để về với quê hương. Nhằm giúp bà con trên đường hồi hương và vơi bớt phần nào khó khăn, chư tăng ni Phật tử các chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hoạt động thiện nguyện, trao tặng nước, thức ăn và tiền mặt tại các tuyến đường người dân di chuyển ngang qua địa phận tỉnh nhà. Theo đó, trong 3 ngày 9, 10 và 11 tháng 10 năm 2021, tại cầu vượt đường Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ, sư cô Thích Nữ Tịnh Nhật, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo thành phố Tam Kỳ, trụ trì chùa Phú Quang cùng chư ni, lực lượng an ninh công an thành phố và Phật tử chùa đã trao tặng bánh bao, nước uống và phong bì tiền mặt cho bà con hồi hương. Tổng kinh phí trao tặng là 24 triệu đồng. Cũng tại cầu vượt đường Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ, trước đó Đại đức Thích Thông Nhã, trụ trì chùa Chiên Đàn, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh cùng các Phật tử đã cùng nhau trao tặng tiền mặt, sữa, nước uống, thức ăn cho bà con về quê. Góp phần vào hoạt động ý nghĩa này, Đại đức Thích Tâm Huy, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Phước Sơn, trụ trì chùa Yên Sơn, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn đã vận động Phật tử nấu những suất ăn phục vụ người dân đi qua quốc lộ 14B, huyện Phước Sơn. Tính đến ngày 7 tháng 10, Ban trị sự Phật giáo huyện Phước Sơn đã nấu hơn 3.000 suất ăn và tặng 35 thùng sữa cho bà con từ miền Nam về quê tránh dịch. Còn tại Thăng Bình, vào sáng ngày 6 tháng 10 và chiều ngày 9 tháng 10, Đại đức Thích Bảo Ân, Phó Ban trị sự kiêm trưởng ban, hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện Thăng Bình, trụ trì chùa Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, cùng các đạo hữu Phật tử đã tổ chức trao tặng bánh chưng và nhu yếu phẩm cho bà con. Đoàn chùa Phước Ấm đã phối hợp với đội xe bán tải thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Nam vận chuyển 500 bánh chưng đến thành phố Tam Kỳ để gửi đến hỗ trợ bà con hồi hương. Bánh chưng trong đợt này được một số Phật tử ở thành phố Tam Kỳ phát tâm ủng hộ. Đại đức trụ trì chùa Phước Ấm tiếp nhận kinh phí và tổ chức gói nấu vận chuyển đến nơi. Ngoài ra còn có nhiều nhu yếu phẩm khác của các tổ chức thiện nguyện Phật tử nhằm chia sẻ động viên, mong ấm lòng bà con trên lộ trình đi qua đất Quảng về lại với quê hương. Tại đoạn quốc lộ 1A thuộc thôn Thanh Ly, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, mỗi người về quê được nhận một suất quà gồm bánh mì, nước uống đóng chai, nước ngọt, sữa, áo mưa và 50.000 đồng. Người trao và nhận đều thực hiện 5K để phòng dịch. Mỗi suất quà là một sự sẻ chia, động viên người trở về để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhằm động viên các em học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vững bước trên con đường học tập. Vừa qua, chùa Linh Bửu, xã Tam Tăng, thành phố Tam Kỳ và chùa Phước Ấm, huyện Thăng Bình đã tổ chức hoạt động trao tặng học bổng, chương trình thiện nguyện, tiếp bước đến trường và áo ấm cho em, với hy vọng góp phần khích lệ tinh thần các em chăm ngoan học giỏi.
Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2021, chùa Linh Bửu, thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ đã trao tặng 120 suất quà khuyến học cho học sinh xuất sắc tại địa phương. Những suất khuyến học này do Hòa thượng Thích Thanh Tân, trụ trì tổ đình Linh Quang, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tài trợ hàng năm. Tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Viên Hải, trụ trì chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, chị Huỳnh Thị Kim Tâm, phó chủ tịch hội khuyến học xã Tam Thăng, ông Huỳnh Kim Ta, trưởng ban nhân dân thôn Thạch Tân, Phật tử Nhuận Hoa, Bùi Thị Liên, trưởng ban hộ trì Tam Bảo chùa Linh Bửu. Đại đức Thích Viên Hải đã chuyển lời nhắn nhủ của Hòa thượng Thích Thanh Tân đến với các em học sinh Phật tử. Đây là tấm lòng của Hòa thượng, và mong rằng các con cố gắng học tập, chăm ngoan học giỏi để sau này làm có ích cho xã hội. Thì chút quà nhỏ Hòa thượng cũng gửi đến cho các con, mong các con nhận và cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng Hòa thượng. Phát biểu cảm tưởng khi được nhận quà khuyến học, em Phan Thị Nhật Lan, sinh viên trường Đại học Luật thành phố Huế bày tỏ. Hôm nay con và các bạn rất vui mừng và xúc động khi nhận được sự khích lệ từ những phần quà khuyến học hàng năm của Hòa thượng Thích Thanh Tâm, vị chủ chùa Linh Quang, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một món quà thực sự ý nghĩa và quý giá động viên cho tinh thần của chúng con trên con đường chinh phục tri thức. Thay mặt cho các bạn, con xin gửi lời tri ân chân thành nhất, lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với sự quan tâm chăm lo của Hòa thượng Thích Thanh Tâm và thầy trụ trì chùa Linh Bửu, cùng góp mắt cho phòng khuyến học quý đạo hữu cho quan hộ từ trụ trì hộ đầu trì bảo chùa Linh Bửu. 120 suất quà khuyến học được trao cho học sinh xuất sắc tại thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng và đoàn sinh gia đình Phật tử, thanh thiếu niên Phật tử chùa Linh Bửu, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Được biết, Hòa thượng Thích Thanh Tân quê ở thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng. Hơn 10 năm nay, vào mỗi dịp năm học mới, Hòa thượng đều tài trợ hơn 100 phần quà khuyến học cho học sinh thôn Thạch Tân và Phật tử chùa Linh Bửu. Trong hai ngày 23 tháng 10 năm 2021 nhằm ngày 26-27 tháng 8 năm Tân Sửu, đoàn từ thiện chùa Phước Ấm do Đại đức Thích Bảo Ân, Phó Ban trị sự kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện Thăng Bình, trụ trì chùa Phước Ấm làm trưởng đoàn, phối kết hợp với câu lạc bộ xe bán tải thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Nam, đồng hành vượt hơn 150 km qua các chốt kiểm dịch và những cung đường đèo núi hiểm trở để đến chia sẻ khó khăn với bà con tại thôn Chân Nóc, xã Chợ Âm, huyện Tây Giang. Tại đây, đoàn đã trao tặng cho các em học sinh nhiều phần quà như áo ấm, dép, áo mưa cùng các loại bánh kẹo. Trong thời gian 2 ngày, đoàn đã tổ chức 2 phiên chợ không đồng để hỗ trợ bà con quần áo, chăn, muối ăn và bật lửa gas và các nhu yếu phẩm. Sau đêm lửa trại giao lưu với các cán bộ lãnh đạo xã Chợ Âm, sáng hôm sau, đoàn đã lắp đặt tặng 2 máy lọc nước cho trạm y tế xã Chợ Âm do công ty trách nhiệm hữu hạn Azibo khu vực miền Nam tài trợ. Được biết, đây là hoạt động thiện nguyện vùng xa hàng năm chùa Phước Ấm thường tổ chức vào đầu mùa đông để hỗ trợ cho các cháu học sinh vùng núi có thêm động lực tiếp bước đến trường, hoài mong vào một tương lai tươi sáng, đổi thay của đất và người nơi biên giới. Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 3 máy tạo oxy cho 3 điểm tại tỉnh Quảng Nam, gồm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, huyện Núi Thành, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức và Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình. Tiếp nối chương trình tặng máy tạo oxy tại Quảng Nam, trong 2 ngày 9 và 10 tháng 10, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tiếp tục tặng 5 máy tạo oxy cho các bệnh viện và trung tâm y tế các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Quế Sơn, Thăng Bình và tại thành phố Tam Kỳ. Theo đó, tại Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh, Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Phó Ban trị sự Phật giáo huyện Phú Ninh đã thay mặt đoàn trao tặng máy và chuyển lời của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì chùa Giác Ngộ quận 10, Chủ tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, về sự mong muốn góp phần cùng với các bệnh viện hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Nam. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Đình Mỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh đã tiếp nhận máy và có lời cảm ơn quý phái đoàn. Tại huyện Tiên Phước, Đại đức Thích Nhật Thanh, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trụ trì chùa Thọ Quang đã đại diện trao tặng máy đến Trung tâm Y tế huyện. Thay mặt Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và bà Võ Thị Kim Tuyến, trưởng phòng tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước tiếp nhận và gửi lời cảm ơn.
Tham gia đoàn đến Bệnh viện Phụ Sản Nhi thành phố Tam Kỳ có Đại Đức Thích Thông Khiêm, Phó Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo huyện Núi Thành, trụ trì chùa Lộc Tân, Đại Đức Thích Bảo Hưng, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình, trụ trì chùa Ngọc Sơn, Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Quảng Nam. Tại đây, đoàn đã trao tặng máy và quà đến lãnh đạo bệnh viện. Bác sĩ giám đốc Nguyễn Đức Hùng Sơn tiếp nhận và cảm ơn sự quan tâm của chư tôn đức tại địa phương đã kết nối và quỹ đạo Phật ngày nay tài trợ máy. Đại diện Ban trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình, Đại Đức Thích Bảo Hưng, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình, trụ trì chùa Ngọc Sơn cũng đã trao tặng máy tạo oxy tại Trung tâm Y tế huyện. Còn tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, Trung tá Phan Duy Thành, đội trưởng đội An ninh Đối nội Công an tỉnh Quảng Nam đại diện trao tặng máy. Các vị lãnh đạo Trung tâm Y tế đã tiếp nhận và gửi lời tri ân đến Thượng tọa Thích Nhật Từ cùng Phật tử Giác Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Quỹ Đạo Phật ngày nay, đã tài trợ thiết bị y tế cho Trung tâm và mong muốn trong thời gian đến sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ phía các nhà tài trợ. Các máy tạo oxy được tặng đợt này mang thương hiệu Hakawa, công suất tạo được 7 lít oxy trong 1 phút. Đây là món quà hết sức ý nghĩa đối với các bệnh viện và Trung tâm Y tế để phục vụ bệnh nhân. Thưa quý vị, tại thành phố Hội An, có một vị tăng trẻ tuổi nhiều năm nay đã không ngừng mang chánh pháp của Đức Phật đến gần hơn với mọi người, có tấm lòng từ bi yêu thương đối với mọi hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Đó chính là Đại Đức Thích Thông Lưu, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo Hội An. Vừa qua, sau đợt giãn cách vì dịch bệnh COVID-19, Thầy đã tổ chức trao quà kịp thời quan tâm, động viên bà con người tàn tật, khiếm thị. Ở một số vùng sau giãn cách đời sống người dân trở lại bình thường, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với những người tàn tật khiếm thị. Ngày 3 tháng 10 năm 2021, Đại Đức Thích Thông Lưu, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố Hội An đã cùng quý Phật tử đến tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên để giúp đỡ những người yếu thế. Đoàn từ thiện đã thăm hỏi và trao những suất quà tiền mặt cho hơn 60 hoàn cảnh tàn tật khiếm thị bán hàng rong tại huyện Duy Xuyên và các huyện lân cận như Quế Sơn, Điện Bàn. Tổng số tiền thực hiện lần này là 20 triệu đồng do Đại Đức Thích Thông Lưu vận động quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình Phật giáo QCB số 86. Kính cảm ơn chư tôn đức và quý đạo hữu Phật tử đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị pháp thể khinh an, thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.